Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Sản Việt ngày hôm nay. Hôm nay em chia sẻ với anh chị gia chủ ký gửi anh em một miếng đất nằm ở vị trí đây là ở ấp mới xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nằm ở mặt tiền quốc lộ A anh chị. Trước màn hình mình á, di chuyển khoảng 500m là đụng tới chợ Long Định, Thế Giới Di Động, trường học, ủy ban và nhiều tiện ích khác nha anh chị. Còn thẳng một đoạn nữa là về trung tâm thành phố Mỹ Tho là 10 cây số nha. Còn đi thẳng luôn đó về hướng Sài Gòn anh chị là khoảng là 70 cây số nha anh chị. Đường xá rất là thuận tiện ha. Đất mình là nằm ở mặt tiền quốc lộ A nha anh chị. Trên miếng đất mình á thì có 177m vuông thổ cư. Này anh chị về cất nhà ở thì không cần lên thổ cư nha anh chị. Hiện tại đất mình đã có thổ cư rồi ha. Với hai mặt tiền nha, một mặt tiền quốc lộ A. Bên trái cái miếng đất mình nó có đường công cộng, đường đá xanh nữa anh chị là 2m ha. Còn trước màn hình mình á di chuyển về ngay chỗ ngã ba Đông Hòa là khoảng 300m nha anh chị. Còn thẳng nữa về hướng Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng nha anh chị. Cứ hướng đất mình là hướng nam nha. Anh chị nào hợp hướng nam mà coi phong thủy á, để mình cất nhà cửa, đây thích hợp cho anh chị nè ha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em di chuyển qua đất đây. Nè từ cái ganh anh chị có cái nhà này ha. Đó ranh giới ha, sâu vô là 48m. Còn cái mặt tiền quốc lộ A mình á là ngang là 8m nha anh chị. Thì đất này để lâu quá, gia chủ ở xa anh chị không có canh tác gì hết nha. Mà cỏ rất là nhiều. Cái này vì anh chị về á, thì mình phải mần cỏ, giải phóng mặt bằng lại cho sạch sẽ anh chị. Thì đất ấy thì tương đối cao nha, thấp ở đường quốc lộ chỉ có là khoảng mấy tấc thôi. Đó tương đối cao nha anh chị. Đó cái ganh nó trụ bên đây nè ha. Đây là cái đường công cộng mà đường thông anh chị. Cái này khoảng 500m nó là thông tới đường đan là 3m anh chị. Khu ở trong đây nhà cũng rất là nhiều anh chị, với hai mặt tiền nha. Mặt tiền quốc lộ A và mặt tiền đường đá xanh công cộng là 2m. Trên đất thì có 177m vuông thổ cư. Đây nhà kế bên đây nhà sát sát không anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào ở Sài Gòn á, mình di chuyển về đây đó là đi xe ô tô xe tải đậu trước đất mình luôn nha, là khoảng 70 cây số nha anh chị. Gia chủ ký gửi giá bán miếng đất này đó là 2,4 tỷ, giá này còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Chủ ở xa không có canh tác, không có làm gì hết nên để cỏ rất là nhiều, nên giờ cần chuyển nhượng cho chủ mới nha anh chị. Ở đây là hàng rào anh chị, cỏ mọc lên hơi tầm một xíu nha. Cái này mình về phải giải phóng mặt bằng làm sạch sẽ lên anh chị ơi. Sau lưng cái đất mình là nhà cũng rất là nhiều anh chị. Trên đất là sạch sẽ, không có mồ mả gì trên đất đó nha. Anh chị rất là yên tâm nha. Nay em đi một vòng em coi rồi em mới đi quay trực tiếp cho anh chị xem đây nè. Cuối cái ganh đất mình á thì có bức tường. Bức tường đó thì của bên ranh giới của đất phía sau đất mình nha anh chị. Để em quay cái camera vô cho anh chị xem ha. Cỏ rất là nhiều, cái này về mình cải tạo lại mình phía sau mình trồng trái cây anh chị. Còn ở trước á mình xây cái nhà ha, mình gọn gọn mình ở ha. Tại vị trí này khá là đẹp, gần tiện ích như trường học, Thế Giới Động, ủy ban, ngân hàng, chỉ có là 500m thôi, rất là gần nha. Còn cách chợ trái cây Vĩnh Kim anh chị, ở đây thì là khoảng 5 cây số là tới anh chị ơi. Gia chủ khi gửi giá bán là 2,4 tỷ nha, giá này còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Nè, để em quay cho anh chị xem xung quanh nè ha, sau đuôi đất mình nè, nhà cửa cũng rất là đông anh chị ha, đây. Đường này đường thông khoảng 500m tới đường đan 3m anh chị. Đường này cũng chuẩn bị là mở đường đan ra cũng rộng khoảng 2,5m anh chị. Đây có trụ điện nè, đây là điện nước, wifi, cáp đầy đủ. Đây có điện 3 pha luôn anh chị, tại đây là ngay chỗ quốc lộ A. Rồi đến em kết thúc video, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất nền ở nằm vị trí quốc lộ 1A này thì liên hệ bên em. Để mấy em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha, để mình thương lượng cái giá cả để mình mua đầu tư hay là mình cất nhà ở nha anh chị. Thì giấy tờ anh chị rất yên tâm ha, giấy tờ thì hiện tại đã có sổ đang nằm ở nhà, giấy tờ thì bao giấy tờ cho khách luôn đó, anh chị rất yên tâm ha.
Bất Sản Đất Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.